Google chuyển ngữ từ tiếng Anh. Hán văn qua Anh ngữ của Kim Thông Ít. Trung A 17 Madhya Maerga Bài thuyết pháp cho Gamani. Gamani, con trai của Asita Divala, nói: Bạch Đức Thế tôn, các Bà La môn ngạo mạn tuyên bố rằng họ phục vụ các vị thần khác nhau và họ có thể tùy ý khiến chúng sinh đạt đến cõi sống tốt sau khi chết, được tái sinh ở cõi trời. Đức Thế Tôn là vua của pháp. Cầu mong Đức Thế Tôn khiến mọi người đạt đến cõi sống tốt sau khi chết, được tái sinh ở cõi trời. Chấm. Đức Thế Tôn nói: "Bây giờ, Gamani, ta sẽ hỏi ngươi một điều. Hãy trả lời theo sự hiểu biết của ngươi. Ngươi nghĩ sao, Gamani? Nếu trong một ngôi làng có những người đàn ông và đàn bà lười biếng và biếng nhác và hành động theo những cách xấu xa, thực hiện 10 điều bất thiện. Sát sinh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối. Tà kiến, và khi họ vết, đám đông người đến, chắp tay, ca ngợi và cầu xin, nói rằng. Các người đàn ông và đàn bà, những kẻ lười biếng và biếng nhác, đã hành xử theo những cách xấu xa, thực hiện 10 điều bất thiện. Sát sinh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối tà kiến, vì điều này, được điều kiện bởi điều này, sau khi thân hoại mạng chung, khi chết, các người sẽ đạt đến cõi thiện và được tái sinh ở cõi trời. Gamani, những người đàn ông và đàn bà, những kẻ lười biếng và biếng nhác, đã hành xử theo những cách xấu xa, thực hiện 10 điều bất thiện. Sát sinh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối. Tà kiến khi được đám đông người đến thúc giục khi gần chết. Chắp tay, ca ngợi và cầu khẩn họ, liệu họ có vì điều này, do điều này mà sau khi thân hoại mạng chung, khi chết, đạt đến cõi tốt và được tái sinh ở cõi trời không? Chấm, Gama trả lời, không, Đức Thế Tôn, ngoặc kép chấm, Đức Thế Tôn khen ngợi ông rằng, rất tốt, Gamani, tại sao vậy? Những người đàn ông và phụ nữ lười biếng và lười biếng và hành động theo những cách xấu xa, thực hiện 10 điều bất thiện nghiệp. Sát sinh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối. Tà kiến, khi được đám đông người đến thúc dục khi gần chết, chắp tay, ca ngợi và cầu khẩn họ. Rằng vì điều này, do điều này mà sau khi thân hoại mạng chung, khi chết, họ sẽ đạt đến cõi tốt và được tái sinh ở cõi trời điều này là không thể giả sử gamani có một hồ nước sâu đầy nước nằm không xa một ngôi làng và một người đàn ông phải ném một tảng đá lớn nặng xuống hồ nếu một đám đông người đi đến và chắp tay lại ca ngợi và cầu xin nói rằng đá mong bạn nổi lên và ra ngoài bạn nghĩ sao gamani khi được đám đông người đó thúc giục chắp tay lại, ca ngợi và cầu xin. Vì điều này, do điều này tạo điều kiện, tảng đá lớn nặng đó có ra ngoài không? Chấm, Gama trả lời, không, thế tôn, móc lửng chấm, Đức Phật tiếp tục, cũng vậy, Gama Ni. Những người đàn ông và đàn bà lười biếng và lười biếng và đã hành động theo những cách xấu xa, đã thực hiện 10 hành động bất thiện giết chúng sinh, lấy của không cho tà dâm nói dối tả kiến khi được đám đông người đến gần khi sắp chết chắp tay lại ca ngợi và cầu xin họ rằng vì điều này do điều này mà sau khi thân hoại mạng chung khi chết họ sẽ đạt đến cõi thiện và được tái sinh ở cõi trời điều này là không thể và tại sao không mười hành động bất thiện này là đen tối và có kết quả đen tối theo bản chất chúng hướng xuống chắc chắn dẫn đến cõi ác. Móc lửng chấm, này Gamani, ông nghĩ sao? Nếu trong một ngôi làng có những người nam và người nữ siêng năng và tinh tấn, thực hành chánh pháp, thực hiện mười điều thiện. Họ đã từ bỏ giết chóc, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, tránh tà kiến, từ bỏ tà kiến, họ đã đạt được tránh kiến. Và khi họ vết đám đông người đến, chắp tay ca ngợi và cầu xin họ nói rằng các người nam và người nữ đã siêng năng và tinh tấn thực hành chánh pháp thực hiện mười điều thiện các người đã từ bỏ giết chóc lấy của không cho tà dâm nói dối tránh tà kiến từ bỏ tà kiến đã đạt được chánh kiến và vì điều này do điều này mà sau khi thân hoại mạng chung khi chết các người sẽ rơi vào cõi giữ tái sinh vào địa ngục. Này Gamani, ông nghĩ sao? Những người nam và nữ nào đã siêng năng và tinh tấn, đã thực hành pháp cao cả, thực hành mười điều thiện. Những người đã kiêng giết hại và đã từ bỏ giết hại. Lấy của không cho, tà dâm, nói dối. Những người đã kiêng tà kiến và đã từ bỏ tà kiến, đã đạt được tránh kiến. Khi được đám đông người đến thúc giục, chắp tay ca ngợi và cầu xin. Liệu họ có vì điều này, do điều này mà sau khi thân hoại mạng chung, khi chết, sẽ rơi vào cõi dữ và tái sinh vào địa ngục không? Chấm, Gama trả lời, không, Đức Thế Tôn, ngoặc kép chấm, Đức Thế Tôn khen ngợi ông rằng, tốt lắm, Gamani, tại sao, Gamani, những người nam và nữ nào đã siêng năng và tinh tấn? đã thực hành pháp cao cả, thực hành 10 điều thiện. Họ đã kiêng giết hại và đã từ bỏ giết hại. Lấy của không cho, tà dâm, nói dối. Họ đã kiêng tà kiến và từ bỏ tà kiến, đã đạt được tránh kiến. Khi được đám đông thúc giục, chắp tay, ca ngợi và cầu xin. Rằng vì điều này, do điều này mà sau khi thân hoại mạng chung, khi chết, họ sẽ phải xuống cõi giữ và tái sinh vào địa ngục điều này là không thể tại sao vậy gamani mười hành động thiện này là trắng và có quả trắng theo bản chất chúng thăng hoa chắc chắn sẽ đạt đến cõi lành gamani giả sử có một hồ nước sâu đầy nước nằm không xa một ngôi làng và một người đàn ông ném vào nước một bình đầy bơ và dầu rồi đập vỡ nó để các mảnh vỡ của bình chìm xuống dưới trong khi bơ và dầu nổi lên trên. Gamani cũng giống như những người đàn ông và phụ nữ đã siêng năng và tinh tấn và đã thực hành pháp cao cả, thực hiện 10 hành động thiện lành. Họ đã kiềm chế việc giết chóc và đã từ bỏ việc giết chóc. Lấy của không được cho, tà dâm, nói dối. Họ đã kiêng quan điểm sai lầm và từ bỏ quan điểm sai lầm, đã có được quan điểm đúng đắn vào thời điểm họ chết cơ thể là vật chất thô bao gồm bốn yếu tố được sinh ra từ cha và mẹ được nuôi dưỡng và nuôi dưỡng dựa vào thức ăn và khi về già phải chịu đựng việc ngồi xuống hoặc nằm xuống để được xoa bóp và tắm rửa có bản chất là tan vỡ có bản chất là ngừng lại có bản chất là phân tán sau khi chết nó sẽ bị quạ mổ hoặc bị hồ và sói ăn, hoặc bị đốt cháy, hoặc bị chôn vùi, và cuối cùng trở thành cho bụi. Tuy nhiên, tâm trí của họ, khả năng tinh thần của họ, ý thức của họ, đã liên tục thấm nguồn đức tin, sự siêng năng, nhiều học thức, sự rộng lượng và trí tuệ, vì điều này, được điều kiện bởi điều này, theo bản chất họ sẽ thăng thiên, để được tái sinh vào một cõi sống tốt đẹp. Gamani, những người giết hại chúng sinh, nếu họ kiềm chế không giết hại và từ bỏ giết chóc thì họ đang ở trên con đường nâng cao, con đường thăng tiến và tiến bộ, con đường đến một cõi sống tốt đẹp. Gamani, những người lấy những gì không được cho, những người tham gia vào hành vi sai trái về tình dục, lời nói dối, những người có quan điểm sai lầm nếu họ kiêng quan điểm sai lầm và có được quan điểm đúng đắn thì họ đang ở trên con đường nâng cao con đường thăng tiến và tiến bộ con đường đến một cõi sống tốt đẹp hơn nữa gamani có một con đường nâng cao khác một con đường thăng tiến và tiến bộ khác một con đường khác đến một cõi sống tốt đẹp này gamani con đường khác để nâng cao này là gì con đường đi lên và tiến bộ con đường đến cõi sống tốt đẹp. Chấm, đó là con đường cao quý tám nhánh. Tránh kiến, tránh đỉnh, tám điều này, này Gamani, đây cũng là con đường nâng cao, con đường đi lên và tiến bộ, con đường đến cõi sống tốt đẹp. Đây là những gì Đức Phật đã nói. Sau khi nghe những lời của Đức Phật, Gamani và các vị tỳ kheo rất vui mừng và ghi nhớ chúng rất rõ.